Xin được kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Chuyện Nghề và tôi là Bích Nga. Rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp chưa bao giờ là một câu chuyện dễ dàng. Bởi vì hiện nay, bất kỳ một ngành, một nghề, một lĩnh vực nào đi chăng nữa thì việc cạnh tranh cũng vô cùng là gay gắt. Ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu với quý vị hai nhân vật đồng hành cùng Bích Nga trong chương trình này. Họ khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chỉ có tình yêu và niềm đam mê đối với công việc mình đang làm. Hãy cùng gặp gỡ hai khách mời trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Trong những năm gần đây, phun thiêu thẩm mỹ đã trở thành trào lưu làm đẹp cho gương mặt, rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Công việc này hấp dẫn và thu hút, vì vậy đã có nhiều bạn trẻ chọn nghề này để khởi nghiệp và phát triển tương lai. Phun thêu không hề đơn giản, nó đòi hỏi người làm nghề phải có niềm đam mê, sự khéo léo và tỉ mỉ trong từng thao tác thực hiện. Để có được hiệu quả làm đẹp tối ưu nhất, các chuyên viên trước tiên phải có gu thẩm mỹ và cần được đào tạo tay nghề bài bản. Do vậy, việc lựa chọn một cơ sở đào tạo chuyên nghiệp, uy tín và giàu kinh nghiệm là điều vô cùng quan trọng. Là một trong những địa chỉ chuyên đào tạo, dạy nghề cho các học viên yêu thích nghề làm đẹp, Lauber Clinic and Spa luôn được tín nhiệm bởi đội ngũ chuyên viên dày dặn kinh nghiệm, có tay nghề cao và nhiệt huyết với nghề. Vẻ đẹp của chiếc áo dài luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho các nhà thiết kế thời trang. Mỗi chiếc áo dài mang cốt cách tinh thần, văn hóa của người Việt Nam, đều có thiết kế truyền thống, cổ cao, ôm theo dáng người với đôi tà dài nhẹ nhàng và duyên dáng. Theo các nhà thiết kế, chiếc áo dài khi được may từ chất liệu truyền thống như lụa, gấm hay chiffon phong sẽ làm tôn lên nét kiêu sa và quyến rũ cho người mặc. Chương trình Chuyện Nghề ngày hôm nay muốn giới thiệu đến quý khán giả một thương hiệu đã góp phần tôn vinh vẻ đẹp của chiếc áo dài Việt Nam, áo dài Yến Thanh, được xây dựng trên nền tảng gia đình sẵn có, từ nhỏ được làm quen với phụ kiện ngành dệt may. Riêng bản thân Yến Thanh lại rất thích mặc áo dài. Đó là tất cả để Yến Thanh nuôi dưỡng ước mơ có được một thương hiệu chuyên về áo dài. Từ một người được đào tạo bài bản về hàng không, nhưng khi tốt nghiệp học viện, chị lại chuyển hướng công việc. Nghề may mặc thiết kế như một mối lương duyên gắn bó không thể tách rời. Vì thế mà áo dài Yến Thanh đã ra đời, phát triển và trở thành thương hiệu không chỉ nổi tiếng ở Long An mà còn được rất nhiều chị em phụ nữ khách hàng mến mộ. Dù dòng chảy thời trang ngoài kia có hối hả và xoay chuyển liên tục, thì những giá trị truyền thống vẫn được lưu giữ và trân trọng tuyệt đối. Những tà áo dài truyền thống vẫn luôn đem đến vẻ đẹp duyên dáng, trang trọng và nền nã cho người mặc. Đầu tiên tôi đến tiệm áo dài này để mà may, thì khi mà mặc bộ dài vô thì tôi thấy bộ dài rất là hợp với dáng tôi, rất là ưng ý, rất là thoải mái khi mà mặc. Ngay sau đây, Bích Nga mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với hai vị nữ khách mời xinh đẹp trong chương trình này. Xin được giới thiệu với quý vị, vị khách mời đầu tiên là chị Thùy Dương, chủ của thương hiệu Lauber Clinic Spa. Xin chào Bích Nga, chào các vị khán giả đang theo dõi chương trình HTV1 Chuyện Nghề. Xin được giới thiệu với quý vị, vị khách mời thứ hai ngày hôm nay là chị Dương Yến Thanh, chủ của thương hiệu áo dài Yến Thanh.
Chào chị Bích Nga và chào tất cả quý vị khán giả đang xem đài HTV1. Vâng ạ, rất là cảm ơn chị Thùy Dương và chị Yến Thanh đã đến tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Mở đầu cho cuộc trò chuyện này thì Bích Nga rất là mong muốn được tìm hiểu về cơ duyên nào, con đường nào để đưa hai chị đến với công việc hiện nay mình đang làm. Bích Nga biết là Lauber Clinic Spa hiện nay thì các dịch vụ chính đó là về phun thêu thẩm mỹ và chăm sóc da. Thì không biết là trước đây cái căn nguyên nào đưa chị Thùy Dương đến với công việc này? Thì đối với Thùy Dương ấy thì cũng như bao các bạn trẻ khác cũng như là các ngành nghề khác thì đến với mỗi một cái nghề thì nó là một cái duyên. Ngoài những cái căn duyên như vậy thì Thùy Dương có sự lựa chọn cho chính bản thân mình về cái ngành làm đẹp. Vì làm đẹp trên mỗi gương mặt hay trên mỗi cơ thể mỗi con người đó như một tác phẩm nghệ thuật. Và Thùy Dương theo đuổi cái đam mê của mình và khởi nghiệp của mình bằng cái ngành làm đẹp đó. Yeah. Cách đây bao nhiêu năm rồi thì mình bắt đầu bước chân vào lĩnh vực làm đẹp ạ? Thùy Dương bắt đầu cái lĩnh vực làm đẹp vào cái năm cách đây 8 năm. Yeah. Và sau khi 8 năm đó mình đã học ở tại Việt Nam và sau đó sang bên Đức rồi đi trau dồi những cái kinh nghiệm rồi những cái học hỏi những cái khóa học nâng cao kỹ thuật. Và hiện tại thì đem nó về Việt Nam và mở Lauber Clinic and Spa tại Việt Nam. Còn đối với Yến Thanh thì như thế nào ạ? Ngày hôm nay trường quay của chuyện nghề chào đón một cô gái rất là duyên dáng và xinh đẹp trong tà áo dài. Không biết là câu chuyện bạn khởi nghiệp đối với công việc hiện nay mình đang làm là như thế nào? Thì thật ra thì Yến Thanh rất là đam mê áo dài lắm. Như là từ nhỏ là rất là thích chiếc áo dài. Mấy năm học cấp 3 là thích áo dài dữ lắm. Rồi nhưng mà không nghĩ là sau này mình sẽ theo nghiệp là kinh doanh vải hay là lên thiết kế áo dài cho khách đại khái vậy là không nghĩ tới. Lúc đó học xong lớp 12 rồi mọi người nói thì thích áo dài thì sao không học sư phạm đi để được mặc áo dài. Nhưng mà Thanh lại không thích ngành sư phạm cho nên cũng cứ đi học ngành khác. Nhưng mà học xong thì lại ra trường để không có lạ tìm được cái việc mà phù hợp với mình. Cho nên thì mà nhà vốn dĩ là có truyền thống bán vải cho nên là mẹ mới nói thôi bây giờ không làm được cái chuyện khác thì bây giờ quay về kinh doanh phụ gia đình. Thì mình cũng quay về mình phụ giúp gia đình xong rồi giống như thì cũng kinh doanh tại chỗ thì chỉ có phục vụ được những cái khách hàng ở khu vực thôi chứ không có ai biết đến mình hết. Nhưng mà Thanh cứ muốn là giống như là mình có những cái thiết kế đồ này nọ thì mọi người biết tới mình. Cho nên là một lần tình cờ lướt Facebook á, thì thấy mọi người sao mà cứ cái gì cũng bán được trên Facebook. Thì mình mới nghĩ ra thôi thì bây giờ mình thử đi. Mình thử mình bán vải áo dài trên Facebook thử xem thế nào. Thì bắt đầu lúc đó mới đăng bài trên Facebook để bán. Đó, bán thì một chị mua, hai chị mua rồi chị này giới thiệu chị kia. Đó, bắt đầu dần dần thì Thanh có cái đối tượng khách hàng nó rộng rãi hơn rồi đó. Bắt đầu bán online cũng chưa chịu lại nói bây giờ tại có những chị khách này nói là muốn tới shop trực tiếp để mua thì lúc đó cũng suy nghĩ ra thôi bây giờ không bán chung mẹ nữa mới tách ra riêng mở một cái shop. Mở shop xong nói chung là cũng ổn định rồi thì khách tới, khách mua hàng, khách lại nói là sao em không may đo cho chị luôn, chị muốn là bây giờ chị mua vải rồi em may cho chị luôn, chị khỏi phải mang đi đâu hết. Rồi lại lúc đó lại suy nghĩ rồi mở thêm một cái khâu bên về may và thiết kế nữa. Dạ vâng ạ. Bản thân Bích Nga cũng là một người rất là yêu thích mua sắm online. Thì mình có thể mua mọi thứ qua mạng, mọi người cũng có thể thấy trong thời gian gần đây, nhưng mà Bích Nga chưa bao giờ có cái suy nghĩ là mình sẽ mua vải áo dài qua mạng cả. Lần đầu tiên nghe cái khái niệm là mua vải áo dài qua mạng. Thì không biết là ở những cái lần mà mình livestream đầu tiên á, coi như livestream là truyền hình trực tiếp rồi. Thì những cái lần livestream đầu tiên là mình cảm xúc của mình như thế nào lúc đó? Nói chung là lần đầu tiên lên cũng rung, cũng hồi hộp, không biết là phản ứng của các khách hàng mình như thế nào. Nhưng mà bởi vì Thanh có cái đối tượng khách hàng trước rồi, giống như là họ đã mua rồi, họ tin tưởng rồi. Cho nên lúc mình lên online thì mình cũng phải ướm lên người rồi, mình cũng phải giới thiệu, chứ mình không phải là đứng lên ướm lên người, đâu ai biết là cái gì. Mình phải giới thiệu là cái chất vải nó như thế nào, nó có giãn hay không. Rồi các chị nhìn cái hoa văn thì mình cũng có cái sự uy tín rồi, nên các chị tin tưởng, các chị ủng hộ mình. Dạ vâng ạ, nghĩa là mình cũng đã có những fan hâm mộ với mình, đồng hành cùng mình trước rồi. Còn đối với chị Thùy Dương thì sao? Mình từ Đức quay trở về, khi đó thì bắt đầu lập nghiệp ở Việt Nam. Mà Bích Nga nghĩ là cái thời điểm đó thì những cái clinic and spa ở Việt Nam không phải là ít, và thậm chí là rất là sôi động và rất là cạnh tranh. Thì những đối tượng khách hàng, những người tìm đến với Thùy Dương đầu tiên là ai?
và họ đã đồng hành với mình như thế nào? Trước khi mà quay về Việt Nam á, để bắt đầu khởi nghiệp cho Thùy Dương ở cái ngành làm đẹp như này, nhất là phun xăm thẩm mỹ, thì Thùy Dương cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Ví dụ ngay từ những khởi đầu khi mà mình đầu tư cho cái đứa con tinh thần của mình, từ những cái tiền để mua máy móc á, cũng không có. Và bắt đầu từ những cái nguồn thu khác, giống như mình cũng phải đi làm cho khách hàng này, rồi mình tích góp lại, gặp được những cái khó khăn đó, thì thực ra Thùy Dương thấy là không có phải là những cái vấn đề để mình phải nản bước hay cái gì, mà đó là những cái thử thách và những cái mục tiêu mình đặt ra, và mình muốn từ những cái mục tiêu đó là mình phấn đấu và mình làm được những cái điều đó. Và những cái khách hàng của Thùy Dương thì rất là nhiều, các anh chị Việt Kiều ở nước ngoài nè, rồi mọi người biết đến mình cũng giống như là cũng qua mạng Facebook vậy thôi. Đó thì các anh chị thấy mình làm đẹp nè, rất là tự nhiên, và các anh chị tìm đến mình, và những người đó họ giới thiệu thêm khách hàng cho mình nữa, và từ đó thì mình có thêm khách hàng ở nhiều ở tại Việt Nam hơn. Dạ vâng. Bích Nga đang rất là thắc mắc nha, một người con gái Việt Nam nhỏ bé nè, đi qua bên Đức nè, rồi những cái khó khăn, những cái khác biệt về ngôn ngữ, về văn hóa, thì chị đã vượt qua những điều đó như thế nào trong cái thời buổi ban đầu để mà mình có thể làm chắc tay nghề của mình để quay trở về Việt Nam khởi nghiệp? Ngay từ bé thì Thùy Dương đã là con lớn ở trong gia đình, và tất cả mọi cái là đều phải tự rèn luyện, tự lập ngay từ bé. Và khi mà bắt đầu để đi trau dồi học những kỹ thuật mới ở bên nước ngoài ấy, thì thực ra là trong túi không có tiền. Mình phải đi học những cái công nghệ mới, mà những cái công nghệ đó nó không có phải là rẻ tiền giống như kiểu là một khóa vài ba triệu. Mà thực ra những cái khóa đó nó tính bằng ngàn đô. Và mình tích góp cái đó, mình có 9 đồng thì mình tích góp thành 10 đồng để mình có đủ cái tiền đó mình đi học. Thì cái an toàn đầu tiên ấy, là cái đoạn an toàn y tế khi mà làm trong phun xăm, thì ở bên nước Đức là cái mục tiêu đầu tiên mà người ta đặt ra. Thì khi mà Thùy Dương đi học những cái đó thì Thùy Dương cũng học được những cái tiêu chuẩn mà bên nước Đức họ đề ra. Thì sau khi đó mà quay trở lại về Việt Nam á, thì mình cũng muốn mở Lover Clinic in Spa, và khi làm những cái dịch vụ đấy cho khách hàng của mình thì những cái khách hàng đó được những sử dụng những cái dịch vụ an toàn nhất và uy tín nhất. Đây là một trong những cái điều mà mình có thể học hỏi được từ nhiều cái nền văn hóa khác nhau, từ nhiều nền kinh tế khác nhau, để mình làm cho cái dịch vụ của mình nó khác biệt, đúng không ạ? Cảm ơn chị rất là nhiều. Vậy thì những cái khó khăn trong thời điểm ban đầu của chị Yến Thanh là gì ạ? Lúc khởi nghiệp á, thì Thanh gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất là mình không có vốn để khởi nghiệp. Thứ hai là cái đối tượng khách hàng mình chưa có nhiều, cho nên rất là khó khăn là ở chỗ đó. Rồi mình xoay sở hai cái khó khăn, mình giải quyết nó ra sao? Cái số vốn ban đầu thì nhờ có mẹ, thì mẹ mới nói là thôi bây giờ con cứ lấy vải của mẹ đi, giống như là mẹ cho mình mua thiếu đại khái như vậy đó. Rồi mình bán xong rồi mình lại lấy cái tiền lời đó mình trả lại cho mẹ, rồi thêm tiền lời nữa thì mình sẽ tích lũy được vốn. Được vốn. Còn khách hàng thì nhờ bạn bè ủng hộ, rồi giống như là mình bán hàng uy tín chất lượng thì người này giới thiệu người kia, thì dần dần mình lại có khách hàng. Thường là mọi người, một số ít thôi, cũng thích mạo hiểm ra khởi nghiệp, nhưng mà đa phần mọi người thích sự an toàn, thích đi làm công ty này, công ty kia, cũng có danh tiếng. Thì không biết nếu mà có người hỏi Yến Thanh á, là sao Yến Thanh không chọn cho mình một con đường nó dễ dàng hơn, mà lại chọn cho mình con đường mang vào nghiệp kinh doanh nè, rồi phải đương đầu với rất là nhiều khó khăn, thách thức, thì bạn nói gì về cái công việc kinh doanh hiện nay bạn đang làm? Nói chung công việc kinh doanh này thì thứ nhất á, là niềm đam mê. Nói chung là rất là đam mê. Mình cái gì mình đam mê thì mình mới làm được. Mà hãy đam mê thì dù có mà vất vả hay là khó khăn hay chướng ngại vật gì thì mình cũng phải vượt qua, thì mình mới theo đuổi được niềm đam mê đó. Cho đến thời điểm này thì Yến Thanh cảm thấy mình tâm đắc và mình hài lòng nhất điều gì đối với công việc mình đang làm? Tâm đắc hài lòng rất là đơn giản, giống như là mỗi sáng thức dậy mình chích inbox thì mình thấy là Thanh ơi, áo Thanh đẹp quá, áo Thanh may cho chị đẹp quá, chị nhận được vải của em rồi, vải em đẹp, đại khái những cái như vậy là coi như là rất là vui rồi, không có mong gì hơn nữa. Niềm vui này Bích Nga nghĩ là chị Thiều Dương cũng chia sẻ, cũng đồng cảm đúng không ạ? Niềm vui của chị trong công việc là gì? Niềm vui của Thùy Dương thì nó lại không phải chỉ đơn giản nó chỉ là làm thỏa mãn được cái niềm đam mê của mình, mà những cái dịch vụ của khách hàng của Thùy Dương đã sử dụng thì những cái niềm vui của khách hàng cũng là niềm vui của chính bản thân mình rồi. Khi mà khách hàng nở nụ cười tươi này, gương mặt rạng rỡ này, rồi đẹp tự nhiên này, đó thì mình rất là vui ở cái niềm vui đó. Chị Thùy Dương chia sẻ với Bích Nga và khán giả một chút về xu hướng làm đẹp
về thẩm mỹ phun thêu trong thời gian gần đây như thế nào ạ? Ngành phun thêu thẩm mỹ của Việt Nam mình trong vài năm gần đây ấy, thì phát triển rất là tốt và có rất là nhiều sự cạnh tranh. Thì cái xu hướng của khách hàng của Thùy Dương hiện tại cũng giống như là cái xu hướng của giới trẻ hiện tại bây giờ ấy, thì là họ vẫn muốn một làm đẹp, một dịch vụ làm đẹp, nhưng dịch vụ làm đẹp đó là vẻ tự nhiên và an toàn nhất. Dạ, yeah. Và tại Lauber Clinic and Spa sẽ cho bạn điều đó đúng không? Một trong những cái yếu tố rất quan trọng của câu chuyện làm đẹp đó là ai là người làm cho bạn, đúng không ạ? Tại vì Bích Nga phải tin tưởng cái người đó giao gương mặt của mình để cho người đó làm đẹp cho mình. Thì chị sẽ giải quyết cái khâu nhân sự, kỹ thuật viên như thế nào để họ có cái chất lượng dịch vụ tốt nhất, cái tay nghề tốt nhất để trao gửi đến khách hàng? Hiện tại trong Lauber Clinic and Spa thì có Thùy Dương làm là chính và có một hệ thống 5 bạn kỹ thuật viên nữa. Thì mỗi bạn sẽ chuyên về một khâu khác nhau. Ví dụ chẳng hạn như bạn làm môi thì chỉ chuyên làm môi, bạn làm mày thì chuyên làm mày, hoặc là những bạn chuyên làm da thì chuyên làm da. Thì khi mà họ tập trung vào những cái công việc chính của mình ấy, thì họ sẽ làm rất là tốt công việc của mình. Và cái yêu cầu của Thùy Dương cũng rất là khó khăn khi mà để tuyển dụng nhân sự. Tại vì những cái bạn đó bạn làm phải đúng kỹ thuật và đúng theo cái tiêu chuẩn của Thùy Dương thì mới có thể làm được với Thùy Dương được. Cho nên khi mà các khách hàng mà đến với Thùy Dương thì mọi người phải đều yên tâm. Tại vì mình rất là khó với nhân viên thì nhân viên họ sẽ làm rất đẹp cho các bạn thì các bạn rất là yên tâm. Dạ vâng ạ. Những cái tiêu chuẩn khắt khe này Bích Nga nghĩ cũng là một phần chị học được từ môi trường nước Đức. Mọi thứ nó làm rất là chuẩn mực, độ đòi hỏi rất là cao. Và chỉ có như vậy thì dịch vụ của mình nó mới phát triển và mới khác biệt đúng không ạ? Cảm ơn chị rất là nhiều. Còn đối với Yến Thanh thì như thế nào nè? Bên nhà thấy là đối với một cái ngành nghề kinh doanh của mình thì có phải là điểm cốt lõi nó nằm ở chỗ nguồn hàng của mình nè? Chất liệu của mình bên cạnh cái duyên bán hàng của mình có đúng không? Thì đúng rồi, câu chuyện nguồn hàng của Yến Thanh xử lý nó như thế nào? Cái nguồn hàng thì Yến Thanh rất là chú trọng đến cái chất lượng. Dù cho ví dụ như là cái sản phẩm nó có giá cao hơn một chút đi nữa nhưng mà nó phải có chất lượng, nó phải đẹp thì Thanh mới chọn để sử dụng. Dạ. Hiện nay Bích Nga thấy có một cái xu hướng nữa mọi người rất là thích, đó là áo dài mà tự in hình theo đúng cái design rồi. Của mình, theo cái thiết kế của mình. Thì bên Yến Thanh có cung cấp dịch vụ này không? Có, bên em có cung cấp. Những cái hội nhóm hay đại khái là những cái bạn muốn theo chủ đề như nào á thì mấy bạn lên ý tưởng, bên mình sẽ design để cung cấp. Dạ, như vậy là cũng rất là cập nhật cùng với xu hướng giới trẻ bây giờ. Dạ, quay trở lại với câu chuyện của chị Thùy Dương ạ. Lúc nãy Bích Nga rất là quan tâm đến chuyện là chị đưa ra yêu cầu đòi hỏi khắt khe đối với những cộng sự làm với mình thì chất lượng dịch vụ mới tốt. Bích Nga biết là bên cạnh các cái dịch vụ mình làm trực tiếp cho khách thì bên chị còn có một mảng nữa, đó là nhận đào tạo học viên và huấn luyện cho các bạn. Chị Thùy Dương có thể chia sẻ thêm cho Bích Nga và khán giả được hiểu hơn về mảng này của mình. Cái mảng đào tạo về phun xăm thẩm mỹ bên Lauber Clinic Spa thì nó không bắt đầu là tại Việt Nam, mà trước kia là Thùy Dương đã đi dạy học những cái khóa ở bên Đức, bên Tiệp, bên Thụy Điển. Và những cái khóa học với nó rất là ngắn, nó chỉ là 2-3 ngày thôi, mà để mình học một cái kỹ thuật đó mình mất phải rất rất nhiều thời gian, và mình không truyền tải được hết những cái kinh nghiệm của mình, những cái kiến thức của mình cho tất cả các bạn. Cho nên đó là cái lý do tại sao mà Thùy Dương về Việt Nam mở Lauber Clinic and Spa và mở những cái khóa đào tạo tại Việt Nam để các bạn có cái nơi ăn, trốn, ở và những cái quá trình học đàng hoàng. Khi mà tốt nghiệp ấy, thì các bạn có thể vững vàng nghề và có thể là mở tiệm, có thể là đứng vững bằng hai bàn chân của mình. Dạ, trung bình một khóa học sẽ kéo dài bao lâu ạ? Hiện tại thì là khoảng chừng một tháng. Các bạn học một tháng, rồi sau những cái khóa học mà một tháng như thế vậy thì các bạn chưa có nắm vững nghề thì Thùy Dương có chính sách đào tạo thêm, rồi kèm thêm cho các bạn làm trên mẫu để các bạn có thể vững vàng nghề hơn. Dạ, ví dụ như đối với những bạn đã theo học tại cô Thùy Dương rồi, nhưng mà xu thế thẩm mỹ thì nó luôn cập nhật. Vậy thì chị Thùy Dương có cách nào để update cái thông tin mới hơn cho tất cả các học viên của mình về những cái kiểu mẫu mới, kỹ thuật mới hoặc là cái xu hướng làm đẹp mới? Thường thường thì update những cái xu hướng làm đẹp mới á, thì các bạn thường thường hay inbox với Thùy Dương. Mình có hay học nhóm, rồi các bạn có thể là inbox và các bạn hỏi là sẽ làm cái này như thế nào thì Thùy Dương sẽ chỉ. Nhưng mà mai mốt Bích Nga nghĩ là chắc cô Thùy Dương phải có những lớp học online quá để tiếp cận được nhiều người hơn và mọi người có thể là theo dõi mình từ xa.
ví dụ như sau khi học khóa một tháng. Học online cũng đồng hành chung với khóa học trực tiếp luôn, tại vì các bạn có thể là học vẽ form trước khoảng chừng là 2 tuần, rồi các bạn có thể là làm quen với những cái ngôn từ rồi những cái kỹ thuật dần dần trước để các bạn đến cái khóa học các bạn không có bị bỡ ngỡ. Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Như vậy á, quý vị thấy là học một cái nghề không phải là đơn giản đúng không ạ? Đòi hỏi rất là nhiều thứ để mình có thể lĩnh hội được những cái yếu tố căn bản của nghề thôi. Còn để phát triển, để trở thành đỉnh cao thì chắc chắn là đòi hỏi rất là nhiều nỗ lực của bản thân mỗi người. Cảm ơn chị rất nhiều. Quay trở lại với câu chuyện của Yến Thanh nhé. Bích Nga từ nãy giờ đang suy nghĩ đến câu chuyện là mình trước nay mình đi mua vải áo dài như thế nào. Tại vì bản thân mình á, một cái bộ áo dài đã lên rồi, mình mặc vào người rồi thì Bích Nga mới biết là nó đẹp hay nó xấu. Còn đưa cho Bích Nga mà hai khúc vải khác nhau mà bảo là bây giờ chọn một trong hai, Bích Nga rất là bối rối và không biết là phải chọn cái vải nào hết. Thì thông thường là Yến Thanh sẽ tư vấn cho khách hàng để đưa ra một cái quyết định sáng suốt nhất như thế nào. Và có một cái câu chuyện nào đó nó vui, nó thú vị gắn với một người khách đã từng đến với Yến Thanh và Yến Thanh đã tư vấn cho họ. Cái mà để tư vấn cho khách thì mình cũng phải từ từ, giống như mình đúc kết kinh nghiệm bán hàng của mình, dần dần thì mình cũng mới có kinh nghiệm để mà mình tư vấn cho khách. Thì ví dụ như các bạn muốn cái một mảnh áo dài đẹp thì các bạn phải biết được là cái người mình nó phù hợp như thế nào. Ví dụ như da mình trắng hay là da mình ngâm, đại khái như vậy. Rồi mình có eo thon hay không, hay là những cái cô mà giống như cô trung niên lớn tuổi thì bây giờ cô hơi bị big size chẳng hạn thì mình phải chọn màu tối, đại khái như vậy. Rồi lúc mà các bạn về, các bạn may cũng vậy nữa, cái thợ may phải biết nhìn dáng người nữa. Ví dụ như bây giờ cái dây ngang hay là cái dây xuôi thì nó lại khác, lên cái form áo dài nó lại khác. Nói chung là để mà được một cái vải áo dài mà đẹp á, thì nó đẹp mà vừa vặn các bạn về, các bạn may á, vừa vặn đẹp á, thì nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố luôn. Cho nên là nếu mà các bạn nào mà có nhu cầu thì cứ gặp Thanh tư vấn kỹ hơn. Còn như mình chỉ nhìn dáng người, mình nhìn form người rồi, giống như là mình quen tư vấn rồi thì mình sẽ tư vấn được. Với lại có giống như là kỷ niệm, có cái này là một cái chuyện vui thôi. Giống như là cái cô đó, cổ vào shop Thanh, cổ nói là bây giờ con ơi có cái nào mà mắc tiền nhất ở đây không, con bán cho cô. Thanh mới nói là không cô, bây giờ cô đừng có chọn cái mắc tiền nhất, không phải là mắc tiền nhất mà cô mặc vào người cô nó đẹp. Cô phải chọn cái gì nó phù hợp với cô, nó phù hợp với dáng người của cô, dù nó có rẻ tiền hơn chút xíu nhưng mà cô mặc vào người thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, cái đó là câu chuyện vui. Cảm ơn chị Yến Thanh rất là nhiều ạ. Tự chung lại đó là đối với làm đẹp á, là không cứ phải mắc tiền nhất mới là đẹp mà phù hợp nhất với mình là đẹp, đúng không ạ? Dạ vâng. Hiện nay cả hai chị đang khởi nghiệp, đang cuộc sống cũng rất là bận rộn với công việc, và đồng thời mình cũng phải chia một cái phần trách nhiệm, một cái vai trò rất là thiêng liêng của người phụ nữ, đó là làm mẹ, làm vợ. Thì không biết là hai chị ở đây mình cân bằng cuộc sống và công việc của mình như thế nào? Chị Dương ạ. Cái điều đó đối với Thủy Dương thì nó cũng thực sự đó là cũng khó khăn, đôi khi nó cũng stress lắm. Mình cảm thấy có những lúc mà học viên nhiều, có những lúc mà con bận đi học, bận đi khám bệnh, nói chung là mình căng thẳng lắm. Nhưng mà dần dần thì Thủy Dương cảm thấy là mình phải bình tĩnh và mình phải sắp xếp công việc, mọi cái cho nó phù hợp, và được một cái sự hậu thuẫn từ gia đình. Thì bố mẹ luôn luôn lúc nào cũng ở bên Thủy Dương, và bố mẹ chăm sóc em bé cho, rồi mình cũng sắp xếp được cái thời gian đi lại nó hợp lý. Cho nên là mình cũng cảm thấy là mình cũng rất là hài lòng với cái công việc và những cái cuộc sống gia đình hiện tại của mình. Dạ, đây là điều mà ở bên nước Đức có tiền cũng không mua được, đúng không? Là trên quê hương của mình. Cảm ơn chị Thủy Dương rất là nhiều ạ. Còn đối với chị Yến Thanh thì như thế nào? Yến Thanh bật mí với Bích Nga là Yến Thanh là mẹ hai con rồi. Vậy thì Yến Thanh sẽ cân bằng cuộc sống của mình ra sao nè? Thanh thì giống như là cứ ban ngày thì làm việc thôi, làm việc tới, nói chung là mình phải sắp xếp phân chia thời gian ra, rồi cái nào công việc thì mình giải quyết hết, bây giờ có tồn đọng như nào thì mình sẽ để sang ngày mai, còn cái thời gian dành cho gia đình thì tới giờ đó mình phải dành cho gia đình đó. Với lại mình cũng có ông xã, như là hai vợ chồng cùng hỗ trợ với nhau buôn bán kinh doanh, cho nên là cũng có ông xã đứng ở phía sau, ông xã cũng giúp đỡ rất là nhiều. Dạ vâng. Như vậy thì hai vợ chồng có đặt ra kế hoạch, bây giờ là mình đã có online cũng vững rồi nè, cũng có cửa hiệu riêng rồi nè, rồi kế hoạch sắp tới của mình sẽ là như thế nào để chắc chắn là thương hiệu của mình nó phải phát triển mạnh mẽ hơn nữa? Kế hoạch sắp tới thì giống như là Thanh muốn là mỗi năm mình sẽ có thiết kế riêng của mình, ra khoảng chừng 2-3 bộ sưu tập gì đó, rồi cũng mong ước lắm, mong ước là mở thêm một cái cửa hàng nữa. Dạ.
Hy vọng là cái mong ước đó sẽ sớm trở thành hiện thực đối với Yến Thanh. Cảm ơn bạn. Còn kế hoạch của chị Thùy Dương trong thời gian sắp tới với thương hiệu của mình là như thế nào? Kế hoạch của Thùy Dương trong thời gian sắp tới thì hiện tại tại Việt Nam thì Lover Clinic and Spa là một hệ thống mà gia đình Thùy Dương đang hiện tại đang làm. Tất cả anh chị em là họ hàng trong gia đình hết. Đó là cái nơi ăn trốn ở để các anh chị có một cái công việc làm ổn định. Thì khi mà nó đã đi dần vào ổn định, tức là cái mục tiêu sang năm sắp tới của mình vào năm 2019 là mình sẽ mở một cái beauty lớn ở bên nước Đức. Đó, để phát triển, rồi để cho các anh chị em trong khối chung châu Âu họ có thể đến mình làm đẹp và mình có thể kết nối tình yêu thương với các chị em cùng trên anh chị em Việt Nam trên nước Đức. Dạ, Bích Nghe đang thắc mắc là tại sao không phải là một chuỗi hệ thống rất là lớn tại Việt Nam của mình mà lại tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại Đức? Tại vì Thùy Dương yêu Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu để phát triển ra những cái thành phố khác nhỏ tại Việt Nam ấy, thì cũng không phải là vấn đề khó khăn. Nhưng mà gặp vấn đề khó khăn là nhiều khi về nhân sự, mình đi đi lại lại như vậy. Mình có Thành phố Hồ Chí Minh và mình có nước Đức. Rồi sau này khi mà nó phát triển vững mạnh nữa thì lúc đó mình mới phát triển tiếp được. Dạ, cũng là quê hương thứ hai của chị Thùy Dương đúng không? Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Chúng ta quay trở lại để khép lại chương trình ngày hôm nay bằng những lời chia sẻ cho các bạn trẻ. Các bạn đang tìm cho mình một hướng đi riêng, tìm cho mình một cái sự nghiệp để các bạn phát triển. Thì bản thân chị Dương sẽ nói cái gì về cái nghề này của mình? Các bạn trẻ cần những cái tố chất gì để thành công nếu muốn đi theo con đường công việc giống như chị Dương đang làm? Để đạt được cái thành công thì nó có nhiều cái yếu tố. Mình phải có đam mê với nghề, mình phải yêu nghề. Và thứ hai nữa là mình phải có tâm với nghề. Và thứ ba là có niềm tin. Có niềm tin thì các bạn có thể làm được tất cả. Cảm ơn chia sẻ của chị rất nhiều. Còn đối với chị Yến Thanh thì như thế nào ạ? Đối với hiện nay thì để khởi nghiệp giống như chị, thì theo chị các bạn trẻ cần phải có những tố chất gì để có thể thành công và kiên trì đi theo đến cùng con đường mà mình đã chọn? Theo Thanh thì các bạn đừng có nghĩ là mình giống như là học xong phải học đại học này nọ rồi đi làm. Nhưng có những bạn thì học xong rồi đi làm đâu có đúng theo cái ngành nghề của mình đâu. Các bạn cứ tìm tòi cái đam mê của mình là cái gì, các bạn phải theo đuổi cái đam mê đó thì các bạn sẽ thành công. Yeah. Chị Yến Thanh này, chị Yến Thanh tâm niệm như thế nào là một người phụ nữ hạnh phúc nhỉ? Đối với Thanh thì hạnh phúc nó đơn giản lắm. Mình được theo đuổi cái niềm đam mê của mình, mình được làm cái công việc mình mơ ước. Rồi sau khi mà mình làm cái công việc đó, mình quay về cái gia đình của mình thì mình thấy là các con của mình rồi những người thân của mình đều được khỏe mạnh, sống vui vẻ là cái đó là mình vui rồi. Dạ, cảm ơn chia sẻ của chị rất là nhiều ạ. Đôi lúc mọi người cứ nghĩ hạnh phúc là cái gì đó xa vời lắm, cứ phải mãi đi tìm kiếm. Có khi nó là những điều rất là bình dị trước mắt mình thôi đúng không? Dạ. Còn bản thân chị Thùy Dương thì chị tâm niệm như thế nào về cái nghề hiện nay của mình đang làm? Đó là phun thêu thẩm mỹ. Thùy Dương tâm niệm về cái nghề phun thêu thẩm mỹ. Khi các bạn làm nghề phun thêu thẩm mỹ thì các bạn nên đặt cái tâm lên hàng đầu. Mặc dù là kinh doanh thì dĩ nhiên là phải có lợi nhuận, nhưng mà mình cũng không chú trọng về cái lợi nhuận quá, mà mình nên chú tâm về cái tâm. Và khi mình làm đẹp được cho khách hàng rồi ấy, thì niềm vui của khách hàng cũng là niềm vui của mình. Như vậy thì còn đối với chị Thùy Dương ạ, quan điểm của chị về một người phụ nữ hạnh phúc là gì? Theo Thùy Dương thì là một người hạnh phúc là một người có thể thỏa mãn những cái đam mê của mình, được làm những điều mình thích, được thể hiện cá tính chẳng hạn. Thưa quý vị, vừa rồi là những lời khuyên rất giá trị của hai vị khách mời đã chia sẻ với tất cả khán giả, đặc biệt là những bạn trẻ của chương trình Chuyện Nghề. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình tuần này cũng xin được tạm dừng. Bích Nga và những người thực hiện chương trình muốn cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 19 giờ tối thứ năm tuần sau trên kênh HTV1 quý vị nhé.